Sáng ngày 17 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày 5 tháng 12 năm Canh Tý, tại Tổ đình Phổ Quang, số 127, xược 25, xược 13, cô Giang, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, đạo tràng Phật tử gần 500 người đã phân tập về chùa tham dự khóa tu bác quan trai giới lần thứ 17 khóa tu diễn ra dưới sự chứng minh của hòa thượng thích thanh hùng ủy viên thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban hướng dẫn phật tử trung ương giáo hội phật giáo việt nam trụ trì tổ đình phổ quang cùng chư tôn đức tăng tại khóa tu hòa thượng trụ trì đã có những lời chia sẻ đến với hàng phật tử dù trong mọi hoàn cảnh nếu biết tu tập hành trì theo lời phật dạy cũng đều đưa đến sự an lạc hạnh phúc cũng như mọi pháp môn đức phật dạy đều đưa con người đến với hạnh phúc, an vui. Hoa thượng khuyến tấn hàng Phật tử, tinh tấn trên con đường tu tập để có được sự an lạc trong đời sống hiện tại. Qua mỗi khóa tu bác quan trai giới tại tổ đình, các Phật tử lại tiếp tục lĩnh hội được nhiều bài học quý từ những chia sẻ của Chư Tôn Đức Giảng Sư qua các bài pháp thoại để ứng dụng trong cuộc sống và thêm tăng trưởng phước báo trong đời sống tu tập của mình. Trải qua hơn 30 năm, dưới sự chủ trì hướng dẫn của hòa thượng thích thanh hùng chương trình tu học của đạo tràng tổ đình phổ quang đã luôn được duy trì đều đặn hàng tháng vào những ngày đầu tháng âm lịch các phật tử về tham dự đều chung một nguyện vọng tu tập khát khao được đón nhận phật pháp để chế tác được năng lượng bình an thật sự cho tự thân làm bước đệm cho những bước tiến mới trong cuộc sống tâm linh bằng cách áp dụng và thực tập nhiều hơn lời phật dạy vào đời sống thực tại của mình cuối khóa tu Hoa thượng trụ trì cùng chư Tôn đức đã truyền giới cho các Phật tử, khóa tu lần thứ 17 đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức tăng ni và toàn thể đạo tràng.